Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục khơi thông cho anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình, thì mọi người có thể liên hệ em qua cái số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Rồi thì để không làm mất thời gian của mọi người, thì em Thắng khơi luôn ha, để mình xem bên trong nó có sẽ có những sản phẩm gì nha anh em. Thì tôi hôm nay nó nhỏ gọn anh em, nhỏ gọn thôi, không có gì nhiều. Nó chỉ có 24 mấy chiếc vòi nước anh em à, 5 5 vòi, như được 5 vòi á. Tình trạng của mình nó còn bao bì này nọ ha, còn mới. Cái dòng này là của thương hiệu Toto nha anh em, quân Toto T200 ha, SNR13. Thì đem qua thử nó có giống nhau không ha. Đây, bàn giống nhau hết nha anh em. Đợt này về cái thùng này rất là ít, chỉ có 5 vòi thôi anh em. Này, 5 vòi ha. Thắng sẽ thử một vòi cho anh em mình xem. Của Toto nha anh em, Toto nói chung cái thương hiệu nó khá nổi tiếng rồi. Đó, đây là một cái vòi rửa ha. Đó, Toto rồi anh em mình biết rồi, chất lượng nó khá là cao luôn. Đó, tất cả chi tiết nó còn mới hết nha anh em. Đó, anh em mình xem nè, những cái chi tiết của mình nó còn mới hết. Đó, chỉ có xài còn dính bụi bặm thôi. Đó, làm phát là sạch trơn luôn ha. Đó, hàng mới chưa xài nha anh em, quân Toto. Rất là mới nha anh em. Này, Toto ha, T200 SNR13C. Chưa xài. Bên trong là anh em thấy cái màu vàng của đồng thau ha. Bên ngoài thì nó mạ một lớp niken sáng bóng. Cái vỏ này thì anh em mình thấy là mình có thể mình xoay được này. Đó, xoay được. Và cái đầu bát full của mình đây ha. Cái này anh em mình để vào vòi rửa bát, rửa tay, rửa chân trong nhà tắm, hoặc là mình để bên ngoài đều ok nha. Hàng mới chưa xài, hàng của Toto anh em biết rồi, rất là chất lượng ha. Đây, Toto. Thì dòng này á, thì cái phần lưỡi răng, cái phần răng của mình á là răng 21 nha anh em. Răng 21, răng thông dụng nha. Đây, răng 21, răng thông dụng. Từ tường ra thì nó tầm khoảng là 13 cm. Từ tường ra tầm khoảng là 13 cm ha. Một cái vòi nước của Toto. Thì loại này em có 5 chiếc nha anh em. 5 chiếc của Toto, thì nói chung là Toto là một thương hiệu khá nổi tiếng rồi. Nó là một thương hiệu khá là nổi tiếng. Tình trạng của mình thì cái bao bì nó cũng không có còn mới, tại do có quá trình vận chuyển. Nhưng mà cái vòi của mình là vòi mới nha, chưa có xài. Vòi mới chưa có xài nha anh em. 5 vòi đều như nhau hết ha. Đó, vòi đều như nhau. Đây, đã chưa khui luôn này. Tù tù, tù hiệu rất là nổi tiếng ha. Đó, 5 vòi đều như nhau nha anh em. Đó, để lâu ngày nó dính bụi bặm thôi. Đó, dính bụi bặm thôi ha. Còn rất là mới. Thì rang 21 là rang thông dụng nha anh em. Rang 21 là rang thông dụng rồi, nên anh em mình xài rất là ok. Đó, đây này sẽ có chữ Toto nha anh em, đắng logo của nó đó, Toto. Rồi thì anh em nào mà thích cái vỏ của Toto này ha, thì mọi người mình cho giúp em mã số của mình. Rồi vỏ của mình 450.000 một chiếc nha anh em, vỏ Toto ha, vỏ này 450.000 một chiếc. Rồi anh em mình có nhu cầu thì mình cho giúp em ha. Thì tại em chỉ có được 5 vỏ thôi. Rồi thì em bán xin kết thúc clip ở đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.